vẫn thường dìu em đi. Tàn cây năm trước anh viết tên em, còn xanh lá cành ghi dấu kỷ niệm những ngày còn bên nhau. Ghế lạnh đã buồn để em đợi chờ chiều xa xưa năm Thắng tiếp tục giới thiệu đến các bác cặp loa rất là hay của Sony. Cặp này nó vừa tầm này các bác này. Cặp này chung nó kiểu như chung của dòng JBL LX55 ấy. Đấy, một chung giấy, một tép đôm, một bát 25 là bát thật. Em này ở dưới thêm được một bát 30 bát cộng hưởng. Đó. À, đây là một cái cấu hình nghe rất là tốt. À, AV thì nó là dòng AV5000. Còn một dòng nữa là dòng 7000. À, nhìn chung dòng này là dòng dễ đánh, dễ chơi, tiếng tốt. Đấy, vỏ màu vân cũ. Cái này nó là gân vải các bác nhé. Đấy, ở dưới thì nó là gân mút, gân vải này là gân zin. Đấy, đây là gân vải luôn. Cái này là cái bẩn. Cái này là cái bẩn đó các bác nhé, không có gì là cái bẩn này. Đấy, tép đôm nhũy vàng, chung giấy, gân vải, hai tinh chỉnh. Nhìn cái thiết kế em này em rất là thích cái kiểu thiết kế kiểu này, vân gỗ xong rồi thêm một cái điểm đen. Chút nữa em sẽ lau thêm cho anh em tí cho nó bóng đẹp, quay luôn cho nó nóng. Đấy, quay luôn các bác nhìn vân rất là đẹp. Em quay cho các bác xem cái thông số của em này. Em này thì em giới thiệu cho các bác tương đối mấy lần rồi. Đây, mời các bác xem 8 ohm nha các bác nhé, maximum tận 240W. Đó. AV5000. Những cái dòng 8 ohm và 6 ohm là những dòng nhìn chung là đánh tương đối dễ. 4 ohm thì cũng là dạng phổ thông thôi, nhưng mà 4 ohm thì đánh nó sẽ cần âm ly công suất nó nhỉnh hơn một chút. Đó. Nhưng cơ bản 4 ohm, 6 ohm, 8 ohm là những cái dòng hết sức là phổ thông. Đấy, với cặp AV5000 này thì các bác có thể chơi những con âm ly pioneer còi còi như i7, i5 rất tốt luôn. Nhìn chung là sẽ không kén âm ly. Đó. Rồi, cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. À, xin lỗi các bác là em sẽ thêm cái kích thước áng áng nhé. Để các bác hình dung là chiều ngang của em này nó rơi vào khoảng gần 40. Chiều cao 1 gang này, 2 gang này, 3 gang này, 4 gang tay hơn một chút, nó khoảng hơn 80. Đấy, để anh em kê cái cho nó dễ. Rồi, cảm ơn các bác.